trường trời ta về đây. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một sân chơi rất là bổ ích, được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Trong câu lạc bộ là vui với nhau, cùng bảo nhau lại làm ăn cho những cái việc gì mà mình làm nó hay hơn thì truyền thông cho mọi người. Xin kính chào quý vị. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng với thành viên từ nhiều lứa tuổi, trong đó phần lớn là người cao tuổi, phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động của câu lạc bộ với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành và phê duyệt. Và trên khắp cả nước, câu lạc bộ đã tạo ra sự gắn kết bền chặt giữa những người cao tuổi với nhau. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, chào cho nhau những lời thiên tha. Âm thanh rộn ràng từ nhà văn hóa xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, những bài hát đơn giản nhưng là khởi đầu vui vẻ cho buổi sinh hoạt của nhóm người cao tuổi. Từ trung ương đến địa phương quan tâm và đưa cái câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một sân chơi rất là bổ ích. Trong câu lạc bộ là vui với nhau. Đấy, khi đến đây là nào mùa hát, nào cười đùa rất vui. Trước là có 57 thành viên, bây giờ thành 74 thành viên. Đây là một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của xã, giúp đỡ nhau ở nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, câu lạc bộ là điểm tựa tinh thần, kinh tế và cả sức khỏe cho các thành viên. Được nghe truyền thông khoa học, kỹ thuật, được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi để hiểu biết, để vận dụng vào cái sức khỏe của mình hàng ngày. Vì mình, vì người, người vì mình cho nên chúng ta cùng hòa đồng với nhau, cùng bảo nhau lại làm ăn cho nên những cái việc gì mà mình làm nó hay hơn thì truyền thông cho mọi người. Cảm thấy là mình có cái vốn vay lên là càng ngày nó càng tăng lên. Nhất là cái việc tình cảm gắn bó và sống vui, sống khỏe hàng tuần là có 3 buổi sinh hoạt, đi ra đây tập thể dục dưỡng sinh là chúng tôi cảm thấy vui, phấn khởi, nghĩa là khỏe hơn. Và dù ở không gian nào thì tinh thần văn nghệ vui vẻ vẫn được các thành viên duy trì. Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, là chỗ dựa tinh thần động viên cho người cao tuổi. Câu lạc bộ đã tạo điều kiện cho nhiều thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Và bên cạnh đó, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục được duy trì và phát triển. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên còn tăng cường trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Theo số liệu tính đến năm 2023, trên cả nước có hơn 6.500 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Điều này cho thấy sự lan tỏa của câu lạc bộ này với người cao tuổi. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của xã Vân Phúc không chỉ giúp đỡ thành viên mà mọi người còn hỗ trợ thăm hỏi những người cao tuổi ở địa phương. Tổ của chúng tôi có 10 người tình nguyện viên, thường xuyên là đến chăm sóc, là một tuần là 2 buổi, tháng là 8 buổi. Tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ các cụ, như ví dụ như có thể là đi đưa đi khám bệnh hoặc là phổ biến cho các cụ uống thuốc. Phân chia lịch linh hoạt, hỗ trợ người cao tuổi bằng các hành động thiết thực, việc làm nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa với mỗi thành viên ở đây. Một tuần 2 buổi thì hôm nay là 2 người này thì mai lại 2 người tình viên khác đến cũng coi như là chăm sóc người thân của mình thôi. Không có việc gì giúp đỡ thì mình ngồi đấy nói chuyện, sẻ chia, tâm sự với người ta. Thông qua các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các thành viên mới cảm nhận được tình cảm gắn kết, không khí vui vẻ và ấm cúng giữa mọi người. Người tham gia trước giúp người tham gia sau, người khá hơn thì giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Mọi người đều có thể chia sẻ những điều mà mình giỏi để giúp cho người khác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Việt Nam Vui Khỏe ngày hôm nay và xin kính chào tạm biệt.